Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Son Music. Và ngày hôm nay, sau một thời gian mình rất là bận rộn, mình không làm video được, thì ngày hôm nay mình quay trở lại và hướng dẫn các bạn một bài hướng dẫn, đó chính là đệm bộ lễ Seraphim. Đó. Đối với các bạn theo đạo Công giáo thì chúng ta thấy là bộ lễ Seraphim được sử dụng rất là phổ biến ở trong các thánh lễ thường ngày. Đó. Và chúng ta rất quen thuộc rồi. Thì bộ lễ này là được Đức Giám mục Nguyễn Văn Hòa sáng tác và được sử dụng rất là phổ biến. Ở ngoài ra thì chúng ta thấy trong các đại lễ thì chúng ta cũng có cái bộ lễ Kalendi 2, ở đấy thì mình sẽ làm trong một video khác. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là bộ lễ Seraphim. Đây là cái bản mà Đức Giám mục Nguyễn Văn Hòa đã sáng tác và mình đã có chỉnh sửa lại một chút hòa âm để nghe cho nó hay hơn một chút. Đó, hay hơn. Thì mình sẽ để cái file này ở phần đường link mô tả, bạn nào cần thì chúng ta có thể tải xuống tại đó. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập kinh thương xót. Đó. Bài này thì được viết ở tông Rê thứ. Đó. Nhưng mà trên thực tế thì thường thường là chúng ta sẽ hát thấp hơn một chút. Chúng ta sẽ hát tông ở Đô thứ hoặc là Si thứ. À, chúng ta hãy thường thường xuống trừ xuống tầm 2 hoặc 3 tùy vào mỗi giáo xứ. Nhưng mà trong video này thì mình sẽ đánh ở tông gốc nhé, để cho các bạn dễ tập. Còn khi mà chúng ta đánh trên thực tế thì chúng ta cứ trừ đi 2 hoặc 3. Đó. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tập kinh thương xót. À, các bạn lưu ý một chút nữa là gì? Bài này ở bộ lễ này thì được viết ở hình thức bình ca. Đó, bình ca. Bình ca có nghĩa là chúng ta phải hát liên tục. Đó, hát liên tục. Đó. Rồi. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta thường thường là giáo dân và mọi người chúng ta sẽ hát không liên tục được. Đó. Chúng ta đôi khi chúng ta nghỉ một cách rất là tự do. Đấy. Rồi là ở đây Đức Giám mục có lưu ý là chúng ta xin hát đúng nốt si và nốt si giáng. Đó. Nhưng trên thực tế thì chúng ta hay hát thẳng là nốt si giáng luôn. À, ít nơi chúng ta hát nốt si bình lắm. À, cho nên là chúng ta cứ theo thực tế nhá. Mình sẽ hướng dẫn các bạn theo thực tế. Có nghĩa là chúng ta hát như nào thì chúng ta sẽ đệm như thế. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tập kinh thương xót. Rồi mình trước trước khi mình tập thì mình cũng nói qua về cái phần hòa âm này cho những cái bạn mà tự học hoặc là chúng ta mới học. Thì chúng ta nhìn vào phần hòa âm này thì chúng ta thấy sẽ có một chỗ, đó chính là nốt hợp âm đô trên mi chỗ này. Đó. Thì đây chính là cái hình thức đánh gọi là người ta gọi trong âm nhạc người ta gọi là đánh đảo bát. Có nghĩa là chúng ta thấy là gì? Đô trên mi thì phần tay phải của chúng ta sẽ đánh đô trưởng, còn tay trái chúng ta sẽ bấm nốt mi. Đó. Đấy, nốt mi. Thì cái phần đảo bát này thì mình cũng sẽ có một cái video hướng dẫn trong cái phần hướng dẫn hòa âm ở trên kênh của mình này, bạn nào chưa nắm được cái phần này chúng ta có thể qua đó xem. Rồi mình sẽ đánh mẫu một lần nhé, một lần cho chúng ta trước khi chúng ta tập. Rồi ở phần intro chúng ta có thể đánh như thế này vào: Xin Chúa thương xót chúng con, Xin Chúa thương xót chúng con, Xin Chúa Kitô thương xót chúng con, Xin Chúa Kitô thương xót chúng con, Xin Chúa thương xót chúng con, Xin Chúa thương xót chúng con. Đó, đấy chính là kinh thương xót. Rồi chúng ta sẽ đi tập từng câu một. Đầu tiên phần là phần intro. À, chúng ta trước khi chúng ta đánh thì chúng ta có thể là dạo trước một cái nét giai điệu để cho giáo dân và mọi người dễ bắt. À, chúng ta sẽ đánh như sau. Đó. Là do re do do re do la. Đó, thì tay phải chúng ta sẽ đánh cái nốt giai điệu đó và tay trái chúng ta sẽ đi quãng 8. Đó. Như thế này. Re mi fa. Đấy, bạn nào sử dụng đàn 3 tầng thì chúng ta cái chân bass chúng ta có thể đánh như thế.
đánh Re Mi Fa. Còn tay phải chúng ta vẫn đi hòa thanh và đánh giai điệu bình thường, được chưa? Đây, làm lại này. Đó, cái chỗ pha này thì chúng ta bấm cả hợp âm như này nhá. Đó, chúng ta sẽ vào. Xin Chúa thương xót chúng con. Lặp lại. Xin Chúa thương xót chúng con. Đó, đây chính là câu đầu tiên. Tiếp tục qua phần câu 2. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lặp lại. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Đó, ở chỗ này thì ba hợp âm chúng ta di chuyển bình thường thôi. Tay phải chúng ta bấm hòa âm, tay trái chúng ta bấm nốt bát. Đó. Đó. Bản chất là khi chúng ta đệm đàn nhà thờ tiếng organ thì chúng ta đệm đơn giản thôi. Tay phải chúng ta bấm hợp âm, tay trái chúng ta sẽ bấm nốt bát. Thế thôi này, như vậy là nghe nó đã dày rồi. Đó. Bạn nào mà muốn dày hơn thì chúng ta có thể bấm quãng 8 như này. Đó. Thế, hoặc như này. Đó, nghe nó rất là dày. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục qua câu số 3. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Đó, cái này thì chúng ta nhìn thấy là cái vòng hòa âm Re, Đô trên Mi và lên Pha thì nó lặp lại rồi đúng không? Tiếp tục là gì? Son thứ La 7 Re. Cái chỗ Re này thì mình sử dụng cái hợp âm nó là Re sus 4 như này. Xong là dẫn về nốt Pha. À, chúng ta nghe này. Thì nó nghe nó ra cái sắc thái của nhà thờ rất là nhiều. Đó. Đó. Được chưa? Đấy, xin Chúa thương xót chúng con. Đó, đấy chính là kinh vinh danh. À, xin lỗi, đấy là kinh thương xót. Rất đơn giản là chỉ có những cái hợp âm cơ bản mà chúng ta sử dụng và chúng ta bấm làm sao cho nó hợp lý thì chúng ta đã rất là dễ dàng để tập kinh thương xót. Rồi chúng ta làm lại một lần nữa nhé. Trước hết sẽ là phần intro. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Đó. Đó chính là kinh thương xót. Rồi, chúng ta sẽ cùng chuyển qua kinh vinh danh. Đó, kinh vinh danh. Kinh vinh danh. Rồi, kinh vinh danh sẽ bắt đầu bằng một cái câu của vị chủ tế, đó chính là vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Đó, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Thì cái câu này chúng ta cũng nên dạo để cho vị chủ tế bắt được, đúng không? Đó, chúng ta sẽ đấy, sau đó ngài hát này. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Được chưa nào? Đó. Nên chúng ta dạo này. Được chưa? La la do re. Do re do son la la. Đó, chúng ta dạo như thế cho vị chủ tế hát. Được chưa? Chúng ta sẽ kẹp này. Các bạn theo dõi mình thì mình kẹp một cái nốt bè ở phía dưới này. Đó. Chúng ta có thể tập theo mình nhá. Đấy là mình kẹp cái nốt ở trong cái hòa âm vào để nghe nó dày hơn. Có nghĩa là si giáng trưởng như thế này thì chúng ta sẽ kẹp nốt pha này. À, đô thì chúng ta kẹp nốt son. Đây, đô.
nghe thì nghe sẽ rất hay hơn. Được chưa? Nếu bạn nào mà mới tập mà không đánh kẹp được thì chúng ta đánh bình thường thôi. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Đó, được chưa nào? Đấy. Rồi, tiếp tục sẽ là câu sau này. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đấy, chúng ta thấy là như thế này. Chúng ta thấy không ạ? Chúng ta thấy là gì, mình cứ đi vừa đi lướt qua lướt lướt bát từ pha về rê qua nốt mi như thế này. Trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đó. Thì một cái lưu ý trong khi đệm organ nhà thờ thì chúng ta hay sử dụng đó là chúng ta đi liền âm bát. Đấy, liền âm bát có nghĩa là gì? Chúng ta quan sát là những cái hợp âm nào mà liền nhau, chẳng hạn ví dụ từ pha về rê chẳng hạn này, hay từ rê lên pha này. Đấy. Thì đấy, chúng ta quan sát là chúng ta thấy là hai cái hợp âm này nó gần nhau. Đấy, thì chúng ta có thể lướt cái nốt đi xuống hoặc đi lên liền kề để tạo cái âm bát nó được liền mạch thì nghe nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Ví dụ như chỗ này fa mi re hoặc là re mi fa. Đấy, thì chúng ta thấy là nó có sự kết dẫn và dẫn nối rất là hay trong cái phần âm bass. Do đó nên là chúng ta hãy áp dụng cái kỹ thuật này. Được chưa ạ? Đấy, ví dụ từ pha lên la này chúng ta có thể lướt qua son. Đó. Đấy, được chưa nào? Rồi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục tập nhá. Đây mình nói qua về cái lướt âm bát, chúng ta có thể áp dụng những cái chỗ khác nhá. Cứ thấy chỗ nào hai hợp âm nó đứng gần nhau hoặc là từ âm 5 bậc hợp âm bậc 5 về hợp âm bậc 1, chúng ta cũng có thể sử dụng bát như thế. Ví dụ hợp âm bậc 5 về hợp âm bậc 1 là sao? Ví dụ từ chúng ta thấy là từ son về đô này. Đấy, ví dụ thế nhá. Son, đô thì hợp âm son này là hợp âm bậc 5 của đô. Thì chúng ta có thể áp dụng là đấy. Được chưa? Hoặc là gì? Từ đô về pha chẳng hạn, đô là bậc 5 của pha. Đó, đấy là ngoài lề một chút nhé. Mình nói qua để các bạn có thể áp dụng cho các trường hợp khác. Rồi quay trở lại bài này, chúng ta sẽ tập tiếp này. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Được chưa? Chỗ này là gì? Và bình an, các bạn lưu ý chỗ này là chỗ này mình viết hơi bị nhầm một chút, đó là cái đô trên mi này sẽ vào chữ an nhé. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Được chưa? Đó. Tiếp tục này. Chúng con ca ngợi Chúa. Chỗ này là hợp âm, cái vòng hòa âm ban đầu đấy, dùng rất là nhiều. Mình hay dùng cái vòng này nên cho các bạn có thể lưu ý nhé. Thiện tâm chúng con ca ngợi Chúa, chúng con trung tùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Đó, chúng ta thấy là gì? Ở chỗ này sẽ là gì? Từ pha lên la mình vừa lướt qua son đấy, đấy đúng không? Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con trung tùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Đó, tiếp tục này. Chúng con tôn vinh Chúa. Đấy, mình có thể áp dụng như thế, được chưa nào? Chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Đó, tiếp tục nha. Chúng con cảm tạ Chúa. Được chưa? Đấy. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Chỗ này mình vừa sử dụng một cái, nó chính là gì? Đây mình sẽ zoom to cho các bạn. Đây,
cái chỗ từ pha pha trưởng lên son thứ chỗ này. À, chúng ta cũng có thể sử dụng là như thế này. Cảm tạ Chúa vì vinh quang. Có nghĩa là mình lướt qua từ pha lên son, chúng ta lướt qua pha thăng đấy. Vì vinh quang cao cả Chúa. Được không? Đấy, hoặc là chúng ta có thể sử dụng một hợp âm nữa, đó chính là âm rê trưởng trên pha này lên son thứ. Đấy, thì mình thấy là rê trưởng sẽ là bậc 5 của son. Do đó mình sử dụng đảo bát đi sẽ là gì? Rê trưởng trên pha thăng vào son để tạo sự dẫn nối từ dẫn nối từ pha lên pha thăng lên son thì nghe nó sẽ quyện hơn. Đó. Cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Được chưa? Đó. Rồi đây là những cái hợp âm rất là cơ bản để chúng ta, nếu mà chúng ta nắm được các hợp âm đấy thì chúng ta rất là dễ dàng chúng ta tập thôi. Đó. Rồi, tiếp tục nha. Ở đây mình có một cái hợp âm đó chính là pha 7 trên đô về si dáng. Ở đây các bạn thấy là mình tại sao mình sử dụng hợp âm này, đó chính là chúng ta thấy có cái âm bát liền xuống này, rê đô si dáng thì nghe nó sẽ rất là hay. Đó. Cảm tạ Chúa. Đúng không? Chỗ này chính là gì? Chúng. Đấy. Lạy Chúa là Thiên Chúa. Chúng ta nghe thấy cái hợp âm nó rất là hay này. À, nó như này. Đó, có nghĩa là gì? À, pha trưởng nó sẽ là bậc 5 của si dáng, nhưng mà mình sử dụng đảo bát đó để tạo cái sự dẫn liên kết giữa âm bay ấy, rê đô si, nghe nó rất là hay. Đó. À, mình sẽ đánh lại cái đoạn này nhá. Vinh quang của Chúa. Ơi Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Đó. Được chưa nào? Lại lần nữa nhá. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Tiếp tục. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Đó, đây này, các bạn quan sát chỗ này này. Pha này, rê trên pha thăng xong lên son này. Đấy, các bạn có thể áp dụng cái vòng này ở phía trên này nhá. Đó. Rồi, tiếp tục này. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa. Đấy, chỗ này. Đây mình vừa nói cái là gì? Từ pha lên si đúng không? Đó, pha lên si thì pha là bậc 5 của si dáng, chúng ta có thể sử dụng này. Lạy Chúa là Thiên Chúa. Đấy, các bạn thấy tay trái của mình đánh liên bậc. Đó. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chiến Thiên Chúa. Đấy. Tiếp tục là gì? Đô là gì? Đô là bậc 5 của pha. Đấy, chúng ta cũng có thể áp dụng như thế đúng không? Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chiến Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Đó, cái chỗ này rất là hay, Đức giám mục sáng tác rất là hay, đó là si dáng, si bình chỗ này. Đấy, nhưng mà thường thường chúng ta hay không hát đúng nốt si bình ở đâu, mà hát là đô si la, còn đúng bản nhạc là đô si la. Đó, đấy, thường thường là chúng ta hát toàn sai chỗ này thôi. Đó, nếu mà chỗ này mà chúng ta hát đúng thì chúng ta đánh son gì? Son thứ. À, nếu mà đánh đúng thì chúng ta đánh son trưởng, còn nếu mà chúng ta hát sai thì chúng ta sẽ đánh son thứ chỗ này. Đó, tại mình thay nhau nó si dáng mà, đúng không? À, mình làm lại nhé. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chiến Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha.
Đấy, nếu mà hát sai sẽ là chúng ta đánh son thứ. Còn nếu mà hát đúng sẽ là Đức Chúa Trời nha. Đấy, chúng ta lưu ý nhá. Chỗ nào chúng ta hát hay hát sai nó xì dáng thì chúng ta đánh son thứ, còn hát đúng bản nhạc thì chúng ta đánh son trưởng. Rồi. Tiếp tục. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Đó, chỗ này. Chúa xóa tội trần gian. Chúng ta thấy là tôi vừa lướt qua từ rê đô si. Đấy. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Dẫn xuống này. Chúa. Đây, chúng ta dẫn xuống. Vừa nãy chúng ta đi là từ rê lên pha qua cái này đúng không? Giờ từ pha về rê chúng ta cũng sử dụng cái đấy. Đó. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Được chưa? Đấy, những hợp âm rất là cơ bản thôi. Chúng ta dùng cái tay bass chúng ta lướt đi một cái là nghe nó đã khác rồi. Đấy. Chúa xa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Đó, chúng ta lướt này, từ si dáng lướt xuống son qua la. Đấy, từ la là từ son thứ lên la chúng ta có thể lướt qua son thăng. Đó. Như thế này. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Đó, nghe có màu sắc khác hẳn luôn. Tiếp tục nhé. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Đấy là đúng bản nhạc, còn chúng ta hát sai là xin thương xót chúng con. Đó, được chưa? Tiếp tục nhé. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Đấy, chỗ này. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Đấy, chỗ này thì mình sử dụng hợp âm la trưởng sút 4 nhé. Trước khi về la chúng ta sử dụng la trưởng sút 4 chỗ này. Rồi chỗ này, chỗ chỉ có Chúa này chúng ta có thể sử dụng hợp âm son thứ thêm chỗ này cho mình giúp mình nhé. Đó, chỗ này. Rồi, làm lại câu này. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Tiếp tục. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần, trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Đấy, chỗ này. Chỗ này, chỗ cuối này thì chúng ta có thể sử dụng hợp âm rê sút 4 trước khi về rê. Đấy, nên chúng ta có thể sử dụng như này. Amen. Hoặc là Amen. Chúng ta có thể kết về rê thứ hoặc rê trưởng chỗ này nhá. Nếu mà chúng ta kết rê thứ thì chúng ta sẽ đánh theo đúng cái si dáng la thứ rê thứ. Còn nếu mà bạn nào mà muốn kết kiểu nó hoành tráng và nghe nó sang trọng hơn thì chúng ta có thể dùng là rê sút 4 sau đó về rê. Được chưa? Rồi, đó chính là gì? Kinh Vinh Danh. Kinh Vinh Danh hơi dài một chút, chúng ta có thể tua chậm lại các cái hướng dẫn của mình và chúng ta có thể tập. Ok.
Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục qua Kinh Thánh Thánh Thánh. Rồi. Thì trước khi chúng ta vào cái Kinh Thánh 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 này thì chúng ta cũng nên dạo một chút để cho mọi người dễ vào. Đấy. Cần đơn giản hơn là tay trái chúng ta bấm nút rê này và chúng ta đánh điệu. Thánh thờ anh thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Đó chính là phần Kinh Thánh Thánh Thánh. À, chúng ta dạ một câu này. Thánh thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa càng đạo binh. Đấy, tay trái chúng ta thấy không? Mình vừa đi những cái nốt liền bậc của âm bát. Binh trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân danh hoan hô Chúa trên các tầng trời. Đó. Đấy, chúng ta áp dụng đi hòa âm rồi là chúng ta nối phần âm bát liên tục vào thì nghe đã rất là dày rồi. Đó. Rất là dễ dàng thôi, không gì khó cả. Rồi, chúng ta sang kinh cuối cùng là kinh Lạy Thiên Thiên Chúa. Chúng ta cũng dạo. Đó, chúng ta đánh nét giai điệu đầu tiên rồi. Lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Đó. Lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đó, đó chính là phần kinh Lạy Tri Ân Thiên Chúa. Chúng ta làm lại một lần nữa nhé. Lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đó. Đó là phần của kinh Lạy Tri Ân Thiên Chúa. Rồi. Chúng ta lưu ý là khi chúng ta đệm hát nhà thờ ấy, bằng tiếng organ ấy, thì chúng ta chỉ cần đánh làm sao mà nghe nó dày là một. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai là hòa âm khi chúng ta di chuyển làm sao mà thật là nhuyễn, liền bậc thì sẽ tạo thành cái âm organ nó rất là rèn, nghe nó rất là đầy. Chỉ cần đơn giản thế thôi là chúng ta đã đệm bộ lễ Seraphim một cách rất là tuyệt vời rồi.
chúng ta cũng không cần cầu kỳ quá nhiều đâu. Đệm hát nhất là thanh ca chúng ta không nhất thiết là phải quá cầu kỳ hay là đưa quá nhiều kỹ thuật vào. Đấy, quan trọng là cái tâm hồn chúng ta đệm. Đệm đơn giản thôi cho mọi người dễ hát, đấy là điều quan trọng. Chứ còn chúng ta đôi khi chúng ta đưa nhiều cái kỹ thuật vào rồi là chạy ngón linh tinh mọi cái thì nó cũng không phù hợp trong đệm thanh hát thanh ca. Đấy, quan trọng thanh ca chính là cái tâm hồn. Đấy, chúng ta làm sao mà đệm đơn giản nhất cho mọi người dễ hát, mọi người dễ đưa tâm hồn lên với Chúa. Đấy là cái quan trọng. Rồi, mình vừa hướng dẫn cho các bạn là đệm bộ rễ Seraphim. Đấy, cái file này mình sẽ đặt ở phía dưới đường link của phần mô tả, chúng ta có thể tải tại đó nhé. Đó. Bạn nào mà mới tập thì chúng ta cố gắng tập thật chậm thôi, theo cái hướng dẫn của mình. Đó, còn bạn nào mà đã đánh tốt rồi thì chúng ta có thể tham khảo thêm cái mẫu hòa thanh mà mình đã đặt lại như thế này. Rồi, chúc các bạn thành công và hy vọng chúng ta sẽ đệm bộ rễ Seraphim thật là tốt để chúng ta cùng phục vụ Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.